của Hoàng Kim sẽ làm ra một cái lồng đèn rất là khổng lồ đây. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng chờ đón xem ba của Hoàng Kim sẽ làm ra một cái lồng đèn như thế nào nha. Không có còn bò được nữa. Chắc lại nước ở đây ít quá, chứ hôm nay trời nắng nóng nữa làm cho nước nó nóng, cho nên bạn cua nó không có thích nghi được đó con ơi. Phải chi mình gặp bạn cua sớm hơn một chút, mình sẽ thả bạn cua xuống dưới cái hồ nước bự nè ha. Ủa, nhà mình đâu có nấu củi đâu, sao ai thấy bó củi ở đây vậy cả? Là bó che chút gì nữa nè. Qua, người ta cho mà người ta còn cắt điều băng nữa nè. Nhưng nhà mình đâu có xài đâu, chắc là đi bỏ thùng rác quá. Của bà đó. À? Ủa, ông xách mấy cây củi này làm gì? Ba chuẩn bị là lồng đèn cho con đó. Năm nay ông phải đặt làm lồng đèn trung thu nữa. Hy vọng là ông sẽ làm cái bự bự cho ba mẹ con mình đốt đi chơi trung thu. Hai con thấy sao? Yeah, quá tốt rồi. Ba của con năm nay chơi lớn nha. Chuẩn bị mấy cây trúc này nó cao muốn gần bằng mẹ rồi. Chắc là ba của Hoàng Kim sẽ làm ra một cái lồng đèn rất là khổng lồ đây. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng chờ đón xem ba của Hoàng Kim sẽ làm ra một cái lồng đèn như thế nào nha. Gần tới trung thu rồi, các bạn có làm lồng đèn không? Bạn nào có thì hãy bình luận ở dưới cho Hoàng Kim biết nha các bạn. Ủa sao bạn cua này không thấy nhúc nhích gì hết trơn vậy ta? À? Mẹ ơi, sao nãy giờ con thấy bạn cua này nằm lâu lắm rồi mà không thấy bò luôn á mẹ. Đâu, con thử lấy cái gì con khều khều thử coi bạn cua có nhúc nhích không. Yeah! Để mình lấy cọng cỏ mình khều thử xem bạn cua này còn nhúc nhích không nha. Mẹ ơi, mẹ ơi, bạn cua này bị gì rồi, không có còn bò được nữa. Chắc lại nước ở đây ít quá, chứ hôm nay trời nắng nóng nữa làm cho nước nó nóng, cho nên bạn cua nó không có thích nghi được đó con ơi. À? Phải chi mình gặp bạn cua sớm hơn một chút, mình sẽ thả bạn cua xuống dưới cái hồ nước bự nè ha. Hôm nay em Gia Hân bị đau chân nữa, gặp bạn cua cũng bị thương nữa, cho nên hôm nay thật là không may các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi về nhà thôi. Các bạn ơi, các bạn xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.